leo vô xuồng hả? Đây Hà nó leo vô chiếc xuồng. Ba ba gì? Ngồi như con ếch rồi nhúng rồi nhúng rồi nhúng. Ừ, anh hai ăn cơm rồi hả? Mẹ đang làm chú chiên cho con. Đã vậy ta? Chú già hả? Chú già sống. Để chú sống. Vậy sao nè? Leo vô. Đây bà kéo chiếc xuồng ra nè, trò chơi. Ừ. Nó leo lên đây cái con đẩy nó đi cái nó sợ dữ lắm nó bò ra. Leo vô xuồng đi. Cái này là chỗ của sân hàng ngủ võng toàn ten rồi lúc mấy tháng tuổi đây nè, 2-3 tháng tuổi nè. Nhưng mà vui vậy hả anh hai ơi, anh hai đâu rồi? Anh hai ơi, ba 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 sao nè? Vậy biển gì mà sao kỳ vậy, tính trên biển đó, lại quậy đó, lại tivi đó.